Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và để biết được vận trình tuần mới của mình, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao, thì ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 để giúp cho quý vị và các bạn đốn lành, lánh dữ, có được một tuần nhiều may mắn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Tử vi tuần mới từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang tuần mới, người tuổi Tý đón nhận tuần mới với hung cát đan xen. Vận trình công việc khó mà như ý khi bạn có thể phải đương đầu với không ít khó khăn và thách thức. Mọi thứ vốn đang đi theo quỹ đạo bạn mong muốn nhưng bất chợt nảy sinh vấn đề khiến con giáp này trở nên lúng túng và không biết nên giải quyết thế nào. Nhất là thời điểm giữa tuần, bản mệnh phải đối mặt với thương quan khiến những chú chuột cảm thấy mọi khó khăn như đang đổ dồn lên mình vậy. Thay vì trách mắng hay đổ lỗi cho ai thì bạn nên bình tĩnh để nhìn nhận lại tình hình nhé. Bù lại, tài chính ổn định cũng vớt vát lại chút tâm trạng cho tuổi Tý trong tuần này. Tuy tiền bạc không rủng rỉnh nhưng về cơ bản không phải lo nghĩ nhiều như trước nữa. Bạn có thể tập trung vào các dự án đang dang dở tuần trước, tránh để chúng kéo dài thêm sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi chuột đã có tiến triển tốt, một số người may mắn tìm được tình yêu của mình trong các cuộc hội họp với bạn bè. Bạn rất hào hứng tham gia các cuộc giao lưu vì vừa để giải tỏa tâm lý vừa mang lại cơ hội kết bạn lại có thể tìm được người thương. Đời sống vợ chồng của các cặp đôi lúc này cũng khá hòa hợp. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, công việc không phát triển theo kế hoạch mong muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, phải đối mặt với khó khăn và thách thức bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, bình tĩnh đón nhận tình hình thay vì đổ lỗi cho người khác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, tài chính ổn định, tiền bạc không còn là nỗi lo. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, tình cảm tiến triển tốt, người độc thân có cơ hội tìm được người thương. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp thấy rằng tuần này hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đường công danh, sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu. Bạn biết cách phát huy khéo léo thế mạnh của bản thân để đạt được mục tiêu nhanh chóng. Khoảng thời gian giữa tuần là thời điểm công danh của con giáp này tỏa sáng nhất. Thậm chí bạn còn có cơ hội thăng tiến và trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng nhờ sự giúp đỡ của chính ấn và chính quan. Đến cuối tuần lại là thời điểm vượng phát của người làm ăn, kinh doanh khi bạn được chính tài phù trợ. Tuy nhiên, con giáp này vẫn cần phải cảnh giác những kẻ tiếp cận cố tình hãm hại mình. Đặc biệt là không nên quyết định đầu tư vội vàng vào đầu tuần khi có sự xuất hiện của kiếp tài khiến bạn dễ dàng thua lỗ. Sự xuất hiện của hung tinh ngũ quỷ cũng cảnh báo những chú trâu chớ nên chủ quan với sức khỏe của mình. Làm việc quá sức lại ăn uống không điều độ khiến cơ thể bạn đang xuất hiện một số dấu hiệu lao lực nhưng lại bị nhầm lẫn với các triệu chứng cảm mạo thông thường. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, công danh sự nghiệp phát triển thuận lợi nhờ biết phát huy thế mạnh. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có cơ hội thăng tiến và được lãnh đạo tin tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, người làm kinh doanh đạt lợi nhuận khả quan. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, nên cẩn trọng với những kẻ tiếp cận với ý đồ xấu. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, tránh làm việc quá sức để cơ thể không bị lao lực. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Tử vi tuần mới nhận thấy, hung vận lấn át cát vận trong tuần này gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của người tuổi Dần. Vận trình công danh sự nghiệp thăng trầm bất định. Dù ngay đầu tuần đã có chính quan ở bên bảo vệ,
Nhưng khi mà các thần này biến mất thì thương quan gây rối khiến kẻ tiểu nhân dục dịch tìm cớ để hạ bệ bạn. Bù lại, tài lộc của con giáp này khá vượng, nhất là vào thời điểm giữa tuần. Chẳng những chính tài mà cả thiên tài cùng góp mặt, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Chuyện tình cảm của những chú hổ được thái âm cát tinh trợ vận nên sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Đặc biệt là nữ mệnh sẽ dễ dàng tìm thấy một nửa của đời mình, chuyện tình yêu phát triển nhanh chóng ngoài mong đợi. Các cặp đôi hiểu rõ tình cảm của đối phương và không thấy có gì khúc mắc trong chuyện tình yêu đôi bên nữa. Những hiểu lầm đã được tháo gỡ, tuy vẫn có những lúc bạn cảm thấy hơi hoang mang nhưng niềm tin mà người ấy tạo dựng trong lòng bạn khiến bạn quyết định tin vào tình yêu của cả hai. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy, công danh sự nghiệp thăng trầm bất định. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa, tiểu nhân âm thầm tìm cách hạ bệ, ngáng trở. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ, tài lộc vượng phát, thu nhập có tin mừng. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc, nữ mệnh dễ dàng tìm được một nửa phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim, đôi lứa giải quyết được các khúc mắc và hiểu lầm trước đó. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang tuần mới, lời khuyên cho người tuổi Mão nếu muốn có một tuần làm việc hiệu quả là hãy tranh thủ giải quyết hết những việc quan trọng. Việc gấp cần được ưu tiên ngay vào đầu tuần để tranh thủ may mắn khi có chính quan che chở. Con giáp này cũng sẽ gặp phải một vài rắc rối do thiên quan mang lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng này không quá lớn nên bản mệnh không cần quá lo lắng, chỉ cần cố gắng hết sức làm việc và dùng thực tế chứng minh giá trị của bản thân mình là được. Đường tài lộc ở thời điểm giữa tuần khá ổn định. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, con giáp này có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn trong tuần. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi bản mệnh phải hy sinh thời gian riêng tư cùng những sở thích cá nhân của mình, không được rảnh rang như bình thường. Sao dịch mã có thể gây ra ít nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm của các cặp đôi. Xa mặt cách lòng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc đó chỉ có thể xem tình cảm và niềm tin của hai bạn lớn đến đâu, có đủ vững vàng để vượt qua những khó khăn, thử thách do khoảng cách và thời gian đang đặt ra trước mắt hay không mà thôi. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy, nên tập trung giải quyết việc quan trọng vào đầu tuần. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa, cứ cố gắng hết sức làm việc và dùng thực tế chứng minh giá trị bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ, tài lộc ổn định, đạt được nguồn thu đáng kể. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc, phải đánh đổi thời gian riêng tư và sở thích cá nhân để theo đuổi mục tiêu. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim, tình cảm nhiều sóng gió do xa mặt cách lòng. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Với người tuổi Thìn, ngày đầu tuần thật sự không như ý khi tỷ kiên xuất hiện khiến bạn luôn cảm thấy bất an. Tuy nhiên đừng lo lắng vì mọi vấn đề sẽ giải quyết ổn thỏa. Chỉ cần bạn giữ được bình tĩnh thì sẽ nhanh chóng tìm ra vấn đề phát sinh từ đâu và có cách giải quyết ổn thỏa. Từ giữa tuần trở đi là thời điểm mà bản mệnh nên triển khai những công việc quan trọng bởi chính ấn sẽ che chở cho con giáp này, giảm bớt những xui xẻo mà bản mệnh có thể gặp phải ở đầu tuần. Bản mệnh có đủ sự tự tin để thực hiện những dự định của mình. Dù ai nói ra nói vào bạn vẫn giữ được lập trường của mình rất tốt. Tình hình tài chính của những chú rồng không thật sự suôn sẻ trong tuần này, nếu may mắn thì phải đợi tới tuần cuối tuần, tài lộc của bạn mới có khởi sắc hơn một chút. Tiền bạc không phải quá mức eo hẹp, nhưng có tiền trong tay cũng khó mà giữ được lâu dài. Thời điểm giữa tuần hung vận lớn, cần phải chú ý đề phòng, tốt nhất không nên quyết định các vấn đề tài chính vào thời điểm này. Bù lại, có sao Thái Dương chỉ đường dẫn lối, con giáp này có nhân duyên khá tốt. Những người còn độc thân nên mở rộng mối quan hệ xã giao của mình, không nên dành quá nhiều thời gian trong thế giới riêng. Hãy để mọi người xung quanh có cơ hội hiểu rõ hơn về con người bạn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa, lo lắng, bất an về những vấn đề chưa tìm được cách giải quyết. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ, nên triển khai những việc quan trọng vào giữa tuần. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc, giữ được lập trường và sự tự tin theo đuổi dự định của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim,
tài chính không có khởi sắc rõ ràng, tiền đến tay nhưng khó giữ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nhân duyên tốt đẹp, người độc thân nên mở rộng quan hệ xã giao. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Cát vận nhỉnh hơn hẳn so với hung vận, tuần mới của con giáp tuổi Tỵ đúng là khiến người khác phải ghen tị. Bạn khởi động mọi việc khá tích cực, nhiều điều kiện thuận lợi cho bạn cơ hội để thành công trong việc hoàn thành các kế hoạch mà mình vạch ra. Tuần này, công việc đạt được những bước phát triển vượt trội sau những cố gắng không ngừng nghỉ của con giáp này. Những chú rắn được cả thiên ấn và chính ấn trợ vận, bản mệnh không để mình bị bó buộc bởi những quy định cứng nhắc mà dám đứng ra đổi mới. Tuy mạo hiểm nhưng nếu thành công thì sẽ mang tới nguồn lợi khổng lồ. Không những vậy, chính tài và thiên tài song hành nâng đỡ báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn trên con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Tuy nhiên, có sao Thái Tuế xuất hiện trong thời điểm này điềm báo dễ có tai nạn bất ngờ, vì thế bản mệnh nhớ cẩn thận khi di chuyển, nhất là đi đường dài, chớ nên đi lúc buồn ngủ hoặc uống rượu bia. Ngoài ra, con giáp này cũng cần lưu ý chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có điều kiện thuận lợi để hoàn thành kế hoạch. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, công việc phát triển vượt trội sau những cố gắng bền bỉ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, dám đứng ra đổi mới, không đi theo lối mòn để tìm ra những điều phù hợp hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, có thể đạt được nguồn lợi nhuận khả quan, tài chính rủng rỉnh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, chú ý an toàn khi di chuyển, đề phòng tai nạn bất ngờ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang tuần mới, có rất nhiều điều đáng mong chờ sẽ đến với người tuổi Ngọ trong tuần này. Những tin vui tới bất ngờ, đó có thể là việc liên quan đến công việc, tài chính, sự nghiệp giúp con giáp này tràn đầy hứng khởi và thêm yêu đời. Đời sống cá nhân của bạn lúc này trở nên êm ấm, yên ổn hơn trước rất nhiều. Có chính tài nâng đỡ, những chú ngựa dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ về tài lộc. Bạn có thể tìm được những cơ hội hợp tác, đầu tư vô cùng hứa hẹn. Hãy tự tin nắm bắt lấy cơ hội đang ở ngay trước mắt mình, đừng chần chừ hay do dự quá lâu để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Sao Bách Việt chủ đào hoa mang tới nhiều cơ hội yêu đương cho người độc thân. Song có lẽ do chính bản thân con giáp này cũng không xác định được điều mà trái tim mình muốn, không thể nói rõ được ai mới là người khiến trái tim mình rung động nên vẫn cứ cô đơn. Bên cạnh đó, đào hoa vượng chưa hẳn là điều tốt vì chúng gây phiền nhiễu cho những cặp vợ chồng trong thời gian giận dỗi, xa cách. Lúc này nguy cơ người thứ ba xuất hiện rất cao, bạn nên khéo léo hơn trong cách xử lý vấn đề. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiều tin vui tới bất ngờ, tâm trạng thêm hứng khởi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, đời sống êm ấm, yên ổn hơn trước rất nhiều. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tìm được những cơ hội hợp tác, đầu tư vô cùng hứa hẹn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, người độc thân có nhiều cơ hội yêu đương nhưng trái tim vẫn chưa chịu mở cửa. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đào hoa vượng khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt do kẻ thứ ba phá rối. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Tuần này, gặp sao Thiên Cầu chiếu mệnh chỉ ra rằng tuổi Mùi dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bạn có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Vào khoảng thời gian đầu tuần, người tuổi Mùi gặp phải nhiều vấn đề trong công việc do chịu ảnh hưởng xấu của Tỷ Kiên. Vì vậy, bạn cần tránh va chạm với cấp trên và đồng nghiệp xung quanh mình. Tuy nhiên, càng về cuối tuần, công việc của bạn tiến triển thuận lợi hơn nhiều, thậm chí có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Không những vậy, kiếp tài xuất hiện ở đầu tuần cũng nhắc nhở con giáp này cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ. Có thể đồng nghiệp,
anh em mà bạn tin tưởng sẽ trở mặt, gây ra những rắc rối bất ngờ. Hãy giữ bình tĩnh hết sức, không nên nóng vội nói lời tổn thương đến những người vô tội. Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mùi lúc này cũng đang có dấu hiệu đi xuống. Thái độ mập mờ của đối phương khiến bạn trong tâm trạng hoang mang và bất an. Hãy bình tĩnh, đừng để những suy đoán chủ quan hiện tại gây tổn hại tới tình cảm của hai người. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, cơ thể có dấu hiệu lao lực vì làm việc quá sức. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tránh va chạm với cấp trên và đồng nghiệp, tập trung vào công việc của mình là được. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, càng về cuối tuần càng có cơ hội thể hiện bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, nên thận trọng trong các mối quan hệ, kể cả người thân thiết. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, buồn phiền, suy đoán vì thái độ mập mờ của nửa kia. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi tuần mới cho thấy, đầu tuần, thương quan và tỷ kiên cùng xuất hiện khiến vận trình công việc của người tuổi Thân khó mà phát triển như ý. Có những tác động từ bên ngoài khiến con giáp này không thể tập trung vào công việc, đó là lý do công việc của bạn cứ trì trệ, dậm chân tại chỗ. Lại thêm kiếp tài gây rối, đường tài lộc của những chú khỉ vì thế mà cũng không mấy sáng sủa. Những kế hoạch tài chính của bạn chưa đem lại kết quả khả quan như mong muốn, có vẻ bạn phải thay đổi một vài dự định để phù hợp với hoàn cảnh hơn thì mới có thể thu được lợi nhuận. Thậm chí có những người vì tham cái lợi trước mắt, dễ dàng tin lời lừa gạt của kẻ xấu mà đem tiền bạc tiêu tán đi mất. Tiền mồ hôi nước mắt vất vả mới kiếm được, đừng để công sức của bản thân trở thành không khí bạn nhé. Tuy nhiên, Thiên Đức Cát Tinh nhập cục chính là vị cứu tinh cho những chú khỉ trong hôm nay. Nhờ có Cát Tinh này gạt bớt những mưu đồ của kẻ tiểu nhân mà bản mệnh mới có thể đối phó được phần nào, nhanh chóng tỉnh ngộ để không lâm vào cảnh quay đầu không nổi. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, thiếu tập trung trong công việc khiến hiệu suất trì trệ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đường tài lộc ảm đạm, kế hoạch tài chính không thật sự khả quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên thay đổi dự định cho phù hợp với hoàn cảnh thực tại. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, chớ vì cả tin, tham lợi trước mắt mà khiến tiền bạc tiêu tán đi mất. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, quý nhân trợ giúp, gạt bớt mưu đồ của tiểu nhân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình tuần mới gặp thương quan xuất hiện ngay đầu tuần, khiến tuổi Dậu có thể mắc phải nhiều sai sót không đáng có do mải lo nghĩ những chuyện ngoài lề. Sự phân tâm này khiến những chú gà không đủ tinh thần tập trung vào việc đang làm. Bạn có cảm giác khó khăn vô cùng, thậm chí có lúc bạn muốn bỏ cuộc, nhưng may mắn bạn đã tìm lại được sự tự tin và nhanh chóng đứng lên được để tiếp tục chiến đấu cho những ngày tiếp theo trong tuần. Chỉ cần cố gắng sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý hơn thì khó khăn nào tuổi Dậu cũng sẽ vượt qua được. Vận trình tài lộc của con giáp này có phần ảm đạm khi có kiếp tài ngáng đường. Tiền bạc làm chưa thấy đâu mà chỉ toàn chuyện làm mất tiền, tổn hao tài lộc. Bản mệnh cần phải tỉnh táo và sáng suốt trong khoảng thời gian này, tránh làm những việc bốc đồng, sốc nổi. Trong tuần này, Bạch Hổ hung tinh chiếu mệnh, đường tình duyên của bản mệnh không được thuận lợi cho lắm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh, khiến cho con giáp này thấy mệt mỏi, dễ sinh bệnh. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, có thể mắc phải sai sót không đáng do mải lo nghĩ chuyện ngoài lề. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tinh thần bị phân tâm, thiếu tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có những lúc chỉ muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại lấy lại được sự tự tin. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tài lộc ảm đạm, nhiều chuyện nảy sinh buộc phải tiêu tiền. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, đường tình duyên không thuận lợi gây ảnh hưởng đến tinh thần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang tuần mới, tỷ kiên và kiếp tài xuất hiện ngay đầu tuần, nhắc nhở người tuổi Tuất nên suy nghĩ linh hoạt hơn,
Đừng quá cứng nhắc kẻo bạn đang tự làm khó bản thân. Có chính kiến là tốt nhưng đừng vì thế mà không nghe lời khuyên can của mọi người, tới lúc tiền mất tật mang thì khó bề kêu ai. Họa thị phi cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào với con giáp này do ảnh hưởng của hung tinh thiên quan. Bạn chẳng làm gì cũng có kẻ xấu đặt điều nói chuyện chẳng đúng sự thực để phá hoại uy tín của bạn, vô tình khiến cho bản mệnh không đạt được vị trí mình mong muốn. Đầu tuần gặp kiếp tài, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách chi tiêu của mình. Đừng tiêu xài phung phí quá mức bởi điều đó có thể biến công sức bao lâu nay của bạn trở thành mây khói. Cuối tuần tài lộc sẽ vượng hơn, hãy nỗ lực thật nhiều để tăng thêm số dư trong tài khoản của mình. Có tử vi cát tinh trợ mệnh, chuyện tình cảm của bạn và người ấy không vì công việc bận rộn mà bị ảnh hưởng, ngược lại dường như mối quan hệ này còn càng thêm thắm thiết hơn. Người tuổi Tuất độc thân còn có thể thông qua các mối quan hệ trong công việc mà tìm thấy người có thể chung bước cùng mình trên những chặng đường sắp tới. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nên suy nghĩ linh hoạt, đừng quá cứng nhắc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, có chính kiến nhưng cũng nên nghe lời khuyên can của mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, đề phòng họa thị phi làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền bạc không thành mây khói. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình cảm bền chặt dù công việc bận rộn, ít thời gian dành cho nhau. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi tuần mới từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem tử vi hàng tuần cho thấy, tuần mới của con giáp tuổi Hợi khá ổn định, thậm chí có thể đem đến thành công trong công việc nếu như bạn thể hiện được sự sáng tạo và khả năng gắn kết với tập thể. Bản mệnh biết cách hợp tác làm việc hiệu quả với đồng nghiệp nên đôi bên đạt được hiệu suất rất tốt. Đầu tuần tài vận suôn sẻ hanh thông, bản mệnh được thực thần trợ mệnh, cơ hội đến liền nắm lấy trong tay, không bỏ lỡ thời cơ kiếm tiền, làm giàu cho bản thân mình. Tuy nhiên, tới cuối tuần vận trình đảo ngược, cần thận trọng trong các vấn đề tiền bạc kẻo đánh mất những gì mình đang có. Thời điểm này, đại hao hung tinh vẫn đang rình rập nên có thể có những vấn đề ngoài dự kiến phát sinh, khiến cho mọi chuyện đi theo hướng mà tuổi Hợi không thể nào quyết định được. Những khi ấy bản mệnh cần phải bình tĩnh và sáng suốt thì mới không đưa ra những quyết định sai lầm. Bù lại, vận trình tình cảm của bản mệnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những hiểu nhầm trước đây đã được cho qua, đồng thời chúng lại là chất xúc tác để hai người hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Nhiều cặp đôi có thể bàn tính chuyện cưới xin, có con trong thời gian này. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, có thể đạt được thành công nhờ sự sáng tạo và khả năng làm việc nhóm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, biết cách hợp tác hiệu quả nhất với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, đầu tuần tài vận hanh thông, cơ hội đến nên nắm lấy thật nhanh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có những vấn đề ngoài dự kiến phát sinh đòi hỏi sự bình tĩnh và sáng suốt. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc, hiểu lầm khiến đôi bên hiểu và yêu nhau hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuần mới của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón một tuần mới nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.